Một ngày 24 tiếng không thể lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác, nghĩ xấu về hoàn cảnh, nghĩ xấu về công việc, nghĩ xấu về tất cả mọi thứ. Và làm cho mọi thứ nó trở nên bết bát. Mà chúng ta phải làm gì cả nhà? Dễ lắm mình làm được tất cả mọi thứ, mình đều sẽ có, mọi thứ đều sẽ có, đều sẽ có, đều sẽ có. Người thành công là gặp khó thì tìm giải pháp. Người thất bại gặp khó thì đổ lỗi. Tại vì. Đấy, bạn viết câu đó xuống. Người thành công gặp khó thì tìm giải pháp. Người thất bại gặp khó thì đổ lỗi. Đổ lỗi. Đổ lỗi. Mình kinh doanh và thất bại là tại cái gì? Tại cái gì cả nhà? Trả lời. Tại cái gì? Bắt đầu có rất nhiều lý do xuất hiện trong đầu. Chưa nói đến tại mình là nói được ra nha. Nhiều thứ nó đang xuất hiện trong đầu. Đôi khi nghĩ ra đến hình ảnh một người nào đó mà mình rất ghét, mẹ tại nó. Chuẩn chưa? Tư duy của một người bình thường là luôn luôn đổ lỗi trước rồi nhận lỗi sau. Đấy, việc của chúng ta bây giờ nó phải đổi lỗi ngược lại. Người thành công trong xã hội nó ít không cả nhà? Ít không? Ít chứ. Và vì sao lại ít? Thì chỉ đơn giản thôi, họ là những người khác biệt trong một xã hội giống nhau. Thế thì phần lớn mọi người là đổ lỗi trước, nhận lỗi sau. Việc của mình bây giờ là nhận lỗi trước và hồng xử lý sau. Lại đổ lỗi nữa à? Nhận lỗi trước, đổ lỗi sau. Không đổ lỗi. Ra đường công an vẫy vào một cái, việc đầu tiên là làm gì? Làm gì? Là chào hỏi rất vui vẻ đúng không? Chào hỏi vui vẻ, sau đó xử lý vấn đề. Chứ đừng có đổ lỗi rồi cãi cọ ấy cọ này. Lại bắt chước các anh hùng ở trên mạng, cứ đi cãi nhau với cán bộ. Cuối cùng không ông nào thắng được hết. Nhớ nha, cư dân mạng thì tung hô ghê gớm lắm, nhưng mà vấn đề là cái thằng được tung hô á, là bây giờ nó đang bị đánh rồi. Hoặc nó đang bị bắt, bị nhốt thì không ai khen nó hết cả. Đừng vì những cái tung hô ảo ở trên mạng mà lại biến mình thành cái nhân vật anh hùng như thế. Nhưng thực tế là không có đâu nha. Gặp các cán bộ thì việc của mình là phải nhẹ nhàng xử lý, linh hoạt, đúng không? Linh hoạt bằng cách nào đó để có thể vui vẻ đôi bên. Thế đấy là tốt cho mình chưa cả nhà? Tốt chưa? Tốt quá rồi. Chứ đừng có nhận lỗi trước xong lại đổ lỗi sau nữa là không qua được đâu. Rồi, tôi là người làm về marketing, tôi làm người truyền thông. Và tôi tư vấn cho rất nhiều người về xử lý khủng hoảng truyền thông. Thầy em bị bóc phốt. Em bây xử lý như nào? Vừa tối hôm kia, tối hôm qua là không, tối hôm kia. Một bạn, ba cái spa. Bạn ấy bảo thầy em bị một khách hàng bóc phốt, em bị một nhân viên bóc phốt, bây xử lý làm sao? Đấy, xử lý như nào? Thì tôi lại trì cái bài là gì ạ? Nguyên tắc của chúng ta vừa nãy là gì cả nhà? Gặp khó thì làm gì? Nhận lỗi trước rồi xử lý sau. Đấy, thì chỉ đơn giản là phải liên hệ với nhân viên, liên hệ với khách hàng đó để mình trao đổi. Nhưng vì sao bạn lại nói như vậy về chúng tôi? Nếu mà lỗi của mình thì việc của mình phải nhận, sai lè lè xong lại cãi làm sao được. Thế nếu mà lỗi của mình thì mình nhận, còn không phải lỗi của mình thì sao? Xử lý.
Mình nói à, đấy là bạn nói chưa đúng sự thật nha. Sự thật nó là như này, như này, như này. Thế bây giờ chúng tôi đề nghị bạn là gỡ bài đó, gỡ bài đăng đó đi. Hoặc viết một bài đăng xin lỗi chúng tôi. Nếu không được thì tôi sẽ mời, đúng không, luật sư hoặc mời công an vào cuộc. Bởi vì đấy là tội vu khống. Giờ là không phải bóc phốt là được đâu nha các bạn nha. Là công an xử lý rồi, báo công an là xử lý được rồi. Là có phạt là triệu tập lên ấy, là xử lý bình thường. Thế thì chúng ta sẽ thấy nó không phải giống như ngày xưa là thích bóc phốt ai, thích bôi nhọ ai cũng được. Giờ luật nghiêm minh hơn rồi. Đấy, và bạn đó và em cũng gọi công an lên. Công an gọi cho bạn đó về, bạn đó trốn mà. 3 ngày nay không thấy phản hồi rồi. Đấy, đấy là cách đấy các bạn xử lý khủng hoảng truyền thông. Chứ không bao giờ được cãi cọ hoặc là ngay lập tức là đăng bài lên giải thích phân bua này nọ. Ai biết đúng sai như nào mà lên cãi nhau. Đấy gọi là gì ạ? Nhận lỗi trước, xử lý sau. Và cách xử lý như thế nó thành một quy trình. Ai đó làm như vậy với bạn, bạn đều xử lý như vậy hết. Mọi thứ êm đẹp không? Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn đi cãi nhau với khách? Bóc phốt lại khách. Sự việc nó sẽ dần dần lớn hơn. Và cuối cùng người mất khách là ai? Là chính mình. Cho dù là khách hàng yêu quý nhất cũng sẽ từ bỏ chúng ta. Vì sao lại vậy? Bởi vì chúng ta là nơi mà phục vụ khách hàng, chứ không phải là nơi để đi nói xấu khách hàng. Khách hàng đến với chúng ta, người ta cần phải có một niềm tin tuyệt đối, họ mới tới. Chỗ đấy rất yên tâm. Có thể nói chuyện được, có thể tâm sự được. Nhưng mà hôm nay nó bóc phốt khách này, ngày mai hoàn toàn họ có thể bóc phốt mình. Bạn có dám đến nơi đấy nữa không? Có đến nữa không? Không. Và một tỷ lệ khách rất lớn sẽ từ bỏ bạn. Bạn lại phải mất công xử lý khủng hoảng lần nữa. Bạn lại phải bỏ nhiều tiền ra để làm marketing lại, để lấy thiện cảm. Mất rất nhiều thời gian. Tốt nhất là gì ạ? Đừng để sự việc nó thế nào cả nhà. Đừng để sự việc xảy ra. Nhớ nha, không bao giờ cãi nhau với khách hàng. Viết xuống. Không bao giờ cãi nhau với khách hàng. Đó là một trong những khó khăn. Tưởng chừng là đơn giản nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn, thậm chí là phá sản. Không bao giờ được cãi nhau với khách hàng. Sẽ có những bài, sẽ có những bình luận, sẽ có những lời nói tiêu cực về chúng ta. Và cảm xúc của chúng ta là gì khi nghe được cái điều đó? Có vẻ mẹ sắn tay sắn chân lên, bắt đầu vác dao đến không? Sống mái một phen luôn. Nhưng cách làm việc như thế không bao giờ cho bạn thành công. Chúng ta phải coi mình như một nhân vật rất lớn. Và những cái lời nói xì xào đấy là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Bất kể một người lớn, một nhân vật nổi tiếng nào đó, một người thành công nào đó, đều có rất nhiều lời bàn tán về họ. Có đúng là như vậy không cả nhà? Và đấy là chuyện đương nhiên của một người thành công. Đấy, ví dụ như tỷ phú Phạm Nhật Vượng, năm vừa rồi cũng có người đồn là ông ấy chết rồi. Có người thì đồn là ông ấy bị đi tù rồi. Hay chủ tịch của Novaland, năm vừa rồi cũng công ty của ông ta cũng khó khăn kinh khủng khiếp. Cũng có rất nhiều người bảo là ông ấy hai bố con đi tù. Nhưng mà có đi tù đâu, vẫn bình thường. Tức là gì ạ? Lời ra tiếng vào rất nhiều. Và đấy là chuyện bình thường của một người nổi tiếng, của một người thành công. Và chúng ta phải tập làm quen dần nó nếu bạn muốn trở nên thành công. Và tốt hơn nữa thì chúng ta trở nên nổi tiếng hơn. Nhiều người biết đến, nổi tiếng đôi khi không phải giống như ca sĩ, không phải giống như diễn viên. Đi đến đâu cũng được săn đón hô hỏi. Chúng ta chỉ đơn giản là có rất nhiều người biết đến mình. Ta đã nổi tiếng chưa cả nhà? Rồi. Thành công. Thành công. Chốt lại, nó là một hành trình thế nào cả nhà? Làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, phát triển hơn. Cuộc sống của chúng ta bao gồm cái gì? Những thứ xung quanh, những vật chất xung quanh,
những tiện ích xung quanh, đúng chưa? Những con người xung quanh. Và cái số 2 là bản thân mình. Suy nghĩ của mình có phải tốt hơn không? Chúng ta sống với suy nghĩ của mình nhiều hơn chúng ta sống với bất kỳ một người nào khác. Đấy là thực tế. Chúng ta đang sống trong 3 thế giới khác nhau. Không phải như bạn đang biết. Trong thế giới của bạn, tôi là một nhân vật phụ. Đúng không? 99% thời gian trong ngày của bạn là bạn nghĩ về ai? Bạn nghĩ về bạn hay bạn nghĩ về tôi? Trả lời. Bạn có nhìn được hình dáng của bạn không? Ngay lúc này. Có nhìn được không? Bạn có nhìn thấy bạn đang trông như thế nào không? Ngay lúc này. Nhìn thấy không? Không ai có thể nhìn thấy được. Chưa chắc bạn đã là người ở đây. Bạn có thể là người ở bên trong. Đúng không? Tôi mới nói là bạn đang sống trong thế giới của chính mình, là một thế giới. Hai là bạn đang sống trong thế giới của tôi. Trong thế giới của tôi thì tôi là ai? Tôi đang là một người đi chia sẻ. Đúng không ạ nhà? Là một người đang đứng trên sân khấu. Và bạn là ai? Bạn là một người đâu đó trong 1.000 người này. Có quan trọng không? Có quan trọng không cả nhà? Không. Bởi vì không có bạn thì còn 999 người khác mà. Nhưng đối với bạn, bạn có quan trọng không? 999 người khác bao gồm của tôi ở đây chả là gì hết. Bạn là quan trọng nhất. Chuẩn chưa? Trong thế giới của bạn thì bạn là người quyền lực số 1. Và thế giới thứ 3 là thế giới chung, nơi mà những thứ này nó đang hiện diện, nơi mà chúng ta có những khái niệm, chúng ta có những cái luật pháp quy định chung. Đây là thế giới thứ 3. Bạn đang sống trong 3 thế giới. Và thế giới của tôi, thế giới của chúng ta, nó sẽ biến mất khi mà bạn nhắm mắt lại. Đúng không cả nhà? Thế thì chúng ta đang học để phát triển tốt hơn. Thì cái thứ mà bạn cần làm chính là làm cho thế giới bên trong của bạn nó phải tốt hơn. Liên tục tiến lên này, mạnh mẽ hơn này, suy nghĩ tích cực này. Tất cả mọi thứ ở bên trong đó nó phải tốt lên. Một ngày 24 tiếng không thể lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác, nghĩ xấu về hoàn cảnh, nghĩ xấu về công việc, nghĩ xấu về tất cả mọi thứ. Và làm cho mọi thứ nó trở nên bết bát. Mà chúng ta phải làm gì cả nhà? Dễ lắm mình làm được. Tất cả mọi thứ mình đều sẽ có. Mọi thứ đều sẽ có. Đều sẽ có. Đều sẽ có. Có nghĩ được như thế không cả nhà? Và làm cho 24 tiếng suy nghĩ đấy của bạn lúc nào cũng tốt đẹp. Một người đẹp lên vì cái gì? Một người bắt đầu đẹp lên vì cái gì? Và xấu đi vì cái gì? Vì cái gì cả nhà? Vì suy nghĩ của họ. Đúng không? Khi suy nghĩ trở nên tích cực, tự nhiên người đó trở nên xinh đẹp hơn. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng khi suy nghĩ họ trở nên tiêu cực, thì ngay lập tức người đó trở nên xấu đi. Cho dù là có trang điểm, cho dù có đi làm đẹp đến mấy đi chăng nữa. Đúng không? Nó đều sẽ diễn ra bởi vì là tâm thì sinh tướng. Ánh mắt có thể sẽ thay đổi. Có thể thay đổi được ánh mắt không cả nhà? Sẽ thay đổi. Và tâm nó xuất hiện từ đâu mà ra? Là từ ánh mắt. Đấy. Tâm sẽ sinh tướng nha các bạn nha. Cả cái tướng này, ăn nhiều nó cũng thay đổi, ăn ít nó cũng thay đổi. Nhưng để nhìn thấy được cái tâm, nhìn rõ nhất là ánh mắt. Ông có diễn kiểu gì đi chăng nữa thì cũng không diễn được mãi. Đấy, cho nên là tâm sinh tướng. Mình muốn mình đẹp không? Thì tâm mình phải đẹp. Đẹp không phải đến mức xuất sắc, nhưng chỉ cần suy nghĩ tích cực là đủ rồi. Đúng không? Bạn muốn mình giàu không? Thì cái tâm của mình nó phải giàu. Nó phải nghĩ được rằng là tất cả mọi thứ ở ngoài kia người ta có thì tôi cũng có. Thậm chí cái việc một ông đứng ở đây hoành tráng không cả nhà? Bạn nhìn thấy việc đứng đào tạo ở đây thế nào cả nhà? Bạn có mong muốn một ngày nào đó cũng giống vậy không?
điều gì sẽ diễn ra nếu tôi là bạn, bạn là tôi? Bạn cảm thấy thế nào? Suy nghĩ, suy nghĩ. Bạn cảm thấy thế nào? Có mấy chị. Ui, nó hạnh phúc nha. Thế cho nên là chúng ta cũng phải nghĩ được cả chuyện đó. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ được rằng ồ, không đến lượt tôi đâu, không đến lượt tôi đâu, không đến lượt tôi đâu. Thì chắc chắn luôn là nó sẽ không đến lượt. Nhưng chúng ta phải nghĩ được rằng là tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được. Có thể hôm nay chưa được, nhưng ngày mai sẽ được. Bạn hãy nhớ điều đó. Chúng ta biết được có những diễn giả được mời lên sân khấu không tay, không chân, có. Nổi tiếng toàn cầu. Thậm chí Việt Nam cũng có luôn. Thế cho nên chúng ta bảo tôi xấu lắm, tôi sẽ không làm được công việc như vậy đâu. Nó cần phải hình tượng xinh đẹp, phải bóng bẩy. Nhưng không phải. Đúng không ạ? Cái công việc này nó dành cho tất cả mọi người. Xấu cũng được, đẹp cũng được. Đúng không cả nhà? Miễn là làm sao bạn có một cái thứ gì đó để người ta nghe bạn là đủ rồi. Cho nên là mặc cảm về bản thân và bỏ qua nó đi. Bạn có muốn một ngày nào đó bạn cũng sẽ được đứng ở đây không? Ai muốn giơ tay và nói? Rồi, high five. Một ngày nào đó sẽ là tôi. High five. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.